Hello các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ mài con dao chặt xương này để cắt được giấy nghe các bạn. Với cái kỹ thuật mài mình đã trình bày trong 4 cái tập mài dao vừa rồi, thì liệu rằng cái kỹ thuật đó có giúp mài cái con dao chặt xương này cắt được giấy không? Thì mời các bạn theo dõi nha. Và để tránh tình trạng một số anh chị là không phân biệt được các cái loại đá mài mà như thế nào cho nó phù hợp lý, thì hôm nay mình cất hết các cái đá mài Nhật rồi đá mài trơn rồi các thứ, và chỉ sử dụng một cục đá mài mua ngoài chợ đó với mấy cục gạch thôi, cục gạch ống. Rồi, mình bắt đầu mài luôn nha các bạn. Đây, mài bằng cái mặt trơn này thôi. Rồi, cũng như cái kỹ thuật thông thường thì mình sẽ mài mặt phải trước. Mài chừng nào cho nó lên ba vớ đầy bên mép này thì coi như mặt phải đủ nha các bạn. Con dao này thì trong một lần đi Hà Giang đi thăm cục cờ Lũng Cú giáp với biên giới Trung Quốc á, thì trên đường đi đoàn có ghé lại cái chỗ bán dao, thấy con dao này nó vuông vuông nè, nó lạ, trong miền Tây không có, cho nên anh em mua cũng nhiều. Thì dao này không biết là miền ngoài gọi là dao gì, ở trong miền Tây không có cái loại này, cho nên cũng không biết tên gọi nó là gì. Nhưng mà tra trên mạng thì có người gọi là dao chặt xương, có người gọi là dao lá kiểu Trung Quốc, rồi có người gọi là dao thái phở. Thì đối với mình á, cái dao này đem về miền Tây xài chặt gà, chặt vịt là rất là ngon luôn. Rồi chặt móng heo rất là ngon lành. Đó. Bén mép, sáng mép, sáng đều từ trên dưới này. Giờ kiểm tra ba vớ. Có lên rồi. Có lên rồi, lên đều hết rồi. Dùng miếng dẻ kiểm tra. Lên nhiều. Âm thanh kêu rất là rõ. Tức là mình đã đẩy cái mép bên cái mép lưỡi dao cũ lên rồi nghe. Chỉ có phần đuôi với phần đầu chưa lên. Để mình mài thêm hai cái đôi chút xíu nữa. Rồi lên hết rồi các bạn. Bây giờ lên nhiều rồi. Hôm qua thì có một bạn ở trên kinh đó comment nói cái này là dân người miền Tây gọi là cuốn mép. Cảm ơn bạn nha. Thì gọi là cuốn mép, nhưng mà cái này không biết dịch ra tiếng Anh làm sao ạ. Còn cái từ mình xài nói gọi đây là ba vớ nổi ở trên mặt này. Dịch ra tiếng Anh cho người nước ngoài người ta hiểu nữa. Còn cái từ cuốn mép dịch ra tiếng Anh nó dịch cái nghĩa không có rõ. Rồi, vậy là xong cái mặt bên phải. Bây giờ mài mặt trái. Đó. Vừa mài vừa kiểm tra
bên cắt phải, bên mặt phải nghe các bạn, xem chừng nào nó lên ba giới nhẹ nhẹ bên mặt phải, tức là hai mặt mình mài giáp mí. Đó, như vậy là mấy anh mấy chú mà bị rối xem bốn cái tập mài dao mà bị rối về đá mài á thì ráng xem tập này nha. Cất hết tất cả những đá mài Nhật, đá mài tự nhiên mua trên vùng Tây Bắc, rồi đá buồn vân vân các kiểu, cất hết rồi, dẹp hết rồi để cho các anh các chú thấy nó đỡ rối. Chỉ xài duy nhất cái cục đá chợ này thôi. Đó, nghĩa là muốn chứng minh với các anh các chú chỉ có một cái cục đá chợ này, mua ngoài chợ hai mấy ngàn có thể mài dao sắc bén cực kỳ được không. Đó, muốn chứng minh điều đó cho nên giấu hết đá mài kia, chỉ để lại cục đá mài chợ thôi. Đó, như vậy mặt trái, mặt bên này mình đã mài cái lớp ba dớ hồi nãy mình đẩy qua rồi, và bây giờ thì nó tương đối láng rồi, nó chỉ còn cái khúc này một chút thôi. Mà đúng là cái khúc này nó còn đen nè, ba dớ mà nó bên mép này nó cuốn qua mình chưa có mài hết, bây giờ mài thêm cái này chút xíu nữa. Còn trên này tương đối sạch cái ba dớ hồi nãy mình đẩy qua rồi, và bây giờ nó đẩy ngược nhẹ qua bên này chút xíu rồi, rất nhẹ thôi. Đó, mài thêm đây chút nữa là hoàn thành cái mặt dao bên trái. Mình thích gọi cái này á là mài giữ bén, có người gọi là cái giai đoạn này là mài thô này. Tức là mài phát thảo ra cái mép dao đó. Chứ còn thực ra thì nó chưa bén. Nhưng mà nếu mà xài gia đình thì thông thường ta mời mài tới cái này bắt đầu ta xài luôn à, không có mài thêm cái giai đoạn là mài bén với mài siêu bén gì hết đó. Thông thường mài gia đình là mài sơ vậy là đem ra xài luôn rồi đó. Như vậy là xong cái giai đoạn 1 nghe các bạn. À, mài cái đá này là cái mặt mịn của viên đá chợ, tức là nó có cái độ nhám khoảng là 400 rít. Mà cứ mua cái đá chợ về là lấy cái mặt nhám này mà mài là được rồi. Cái khăn dơ luôn. Rồi, đó là bước mài giữ bén, hay gọi là mình gọi là mài thô. Bây giờ bước thứ hai á, bước thứ hai mới mài bén. Đó, thì đây là cục gạch ống. Cục gạch ống này là gạch miền Tây, được sản xuất tại miền Tây, và cái chất liệu của nó là làm bằng đất sét. Đất sét đào dưới sâu á, nhồi lên rồi là đổ khuôn rồi đúc thành cục gạch ống này. Cho nên nói chung là nó có cái độ mịn. Đó, cái gạch này nó rất là mịn, cái bề mặt rất là mịn. Đó, thì bước mài láng này thì mài bén này đúng ra sẽ phải dùng cái viên đá buồn có cái độ nhám, độ rít khoảng 5.000-6.000. Nếu đá công nghiệp thì cũng phải chọn loại đá từ 3.000-8.000 để dùng trong cái giai đoạn mài bén này. Thì thôi, ở đây mình chỉ dùng cục gạch, viên đá chợ cục gạch, để cho các bạn thấy là với cái kỹ thuật mài dao của mình đó thì chỉ bằng những cái vật liệu thay thế này cũng có thể mài bén đó. Bắt đầu nghe các bạn. Hơi chạy, cái dao nó nặng quá, mình đẩy hơi nặng tay thì cái viên gạch nó hơi bị chạy. Lót cho nó miếng khăn. Cái giai đoạn mài bén này là thực ra mình khử bớt các cái lớp ba dớ còn động lại trên dao. Sau cái bước mài phá, mài thô hồi nãy thì mình đã khử được rất nhiều ba dớ rồi, đã làm hai cái mép nó gặp nhau rồi. Tuy nhiên nó vẫn còn một số cái ba dớ động lại ở trên hai cái bề mặt dao, nhỏ thôi,
mỏng thôi nhưng nó vẫn còn. Thành ra cái giai đoạn này là mình mài để khử hết những cái bây giờ nó còn động lại. Và các bạn thấy nè, cái dao nó sẽ sáng hơn, cái lưỡi dao nó sẽ sáng hơn. Đó. Nó bớt các cái vết chạy xước khi mà mài giai đoạn 1 đi, bước qua giai đoạn 2 này. Nhờ cái này thì nó làm cho cái mặt dao mình láng hơn, bóng hơn. Xong cái mặt bên này rồi, bây giờ mình mài cái mặt bên này thì các bạn sẽ thấy là cái độ bóng sáng của nó ha. Nhờ vào cái viên gạch thẻ này, gạch ống này. Nó cũng ra thép đen nha các bạn. Gạch ống này mài cũng êm. Đó, các bạn có thấy nó bóng sáng hơn nhiều không? Đó, rất là bóng nha, bóng và sáng hơn nhiều. Dưới này mài chưa đủ, rửa tay còn thấy ba vớ, đẩy dưới này chút xíu nữa. Tôi xin nhắc lại, đây là giai đoạn mài bén, mài bằng các cái loại đá bùn hoặc là đá công nghiệp thì phải có độ nhám từ 3.000 đến 8.000. Mình thích chọn loại đá có độ nhám từ 4.500 đến 5.000. Và cái cục gạch này là một trong cái viên đá nó có độ nhám cỡ đó, tức là khoảng 4.000 tới 4.500 grit. Và tới cái giai đoạn này xong thì chúng ta liếc nhẹ hai mặt dao, vừa liếc vừa kiểm tra để đảm bảo là cái ba vớ nó thiệt là sạch, hai cái mặt nó tương đối láng mịn là ổn. Tại vì lúc này cái lưỡi dao bắt đầu mỏng lắm rồi, rất là mỏng rồi, cho nên mình chỉ liếc nhẹ thôi, đừng liếc mạnh quá ba vớ nó xuất hiện lại. Khi kiểm tra nếu thấy không còn ba vớ nữa tức là mình đã xong cái giai đoạn 2 các bạn. Đây nè, thử kiểm tra bằng vải nè. Đó, còn rất là ít nha. Bên này cũng vậy. À, bên này còn chút xíu thôi. Còn rất là ít. Cái này chỉ liếc nhẹ vài ba cái nữa thôi thì nó sạch ba vớ, tức là mình sẽ kết thúc giai đoạn 2. Liếc nhẹ thêm vài cái nữa các bạn. Các bạn coi thấy cục gạch về thôi, chứ nếu mình mài mạnh tay một chút thì nó cũng vẫn xuất hiện ba vớ nha các bạn. Vẫn xuất hiện. Và nó cũng làm sạch ba vớ rất là tốt. Cái giai đoạn liếc này thì mình liếc cho nó láng thôi ha, không quan trọng cái mặt nữa đâu. Đó, đây là xong giai đoạn 2 rồi. Đó là xong giai đoạn 2, giai đoạn mài bén. Con dao bây giờ bén rồi đó, đem ra xài là ngon lành rồi. Đó, nhưng mà muốn cắt được giấy, tức là muốn đạt tới cái độ siêu bén thì phải mài thêm giai đoạn 3. Giai đoạn 3 ở đây mình dùng cái gì thì như mình nói có rất nhiều vật liệu thay thế, nhưng bữa nay mình xài một cái vật liệu đơn giản. Đây, xài miếng này luôn các bạn. Miếng gạch ốp tường.
gạch nền nhà hoặc là gạch ốp tường xài luôn cũng được, sử dụng cho giai đoạn 3 để làm lán, làm sạch, làm lưỡi dao siêu bén, thử nha. Đó, vậy thôi. Đó, các đồng chí, các bạn cũng nghe kỹ sẽ thấy lưỡi dao nó cũng bám cái gạch nha. Biết các bạn có nghe được cái âm thanh không? Nếu nghe kỹ cái âm thanh cũng sẽ nghe được cái tiếng thép nó bám ở trên gạch nha, và nó giúp mình mài mòn những tất cả những cái mảnh ba dớ nhỏ còn sót lại, cũng rất là hiệu quả. Cái giai đoạn này gọi là giai đoạn mài siêu bén, lưỡi dao của mình bây giờ nó rất là mảnh, rất là mịn, nó tương đương với cái lưỡi lam rồi. Cho nên nó rất cần những cái mặt mài siêu mịn này nè. Đó, để khử sạch cái ba dớ trên lưỡi dao. Rồi, xong. Giờ thử nha. Lau thì khô. Để thử cắt giấy coi nó được chưa. Bản thân mình cũng chưa xác định được là nó cắt có ngọt không. Nhưng mài đúng ba cái giai đoạn này thì đảm bảo nó sẽ cắt được giấy. Có điều thử coi cái con dao nó nặng, nó bự như vậy, coi nó cắt giấy có ngọt không nghe các bạn. Thử nha. Đây. Đây. Bạn thấy không? Ngon lành. Đó. Ngon lành nha. Đó. Từ trên xuống dưới luôn. Đó. Cắt ổ hết nha. À, và tóm lại, đó, hôm nay mình mài con dao chặt xương này chỉ bằng một cái viên đá chợ, một cái viên gạch ống với miếng gạch ốp tường hoặc là gạch nền nhà thay thế cũng được. Đó, bằng vật liệu rất là đơn giản. Có nhiêu đây thôi. Đó, vẫn cắt được giấy nha các bạn. Rồi, video tới đây xin kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ sub, like, comment dùm trên video của Kinh Mèo Hay. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.